các bạn. Lạp xưởng tươi trứng muối nhà làm luôn. Cái này là đậu phộng ha, hành phi, nước và lạp xưởng. Mặn mặn phép dở lên cái. Ô, há cảo mini các bạn. Cái này chị bán lâu chưa chị? Chị bán tính là đầu nuôi hai mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi đó hả? Dạ, dạ, đúng rồi ha, ký đi, ký mới đủ. À, bà biết là mình chấm với nước gì vậy chị? Tương đấy em. Tương. Tương hột xay ra. Tương chị làm bằng nước cốt dừa luôn hả? Đúng rồi. Các lái người ta còn chạy qua đây luôn. Dạ. Yeah. Dân các lái người ta còn chạy qua đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Quà Phạm Vlog ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một địa điểm ăn bò bía, há cảo. Ở đây là địa chỉ nào hả chị? 114 Hiệp Bình. 114 Hiệp Bình hả các bạn? Đường này là đường đi đường số 38 không chị? Cờ đầu đường 38. Đường 38. Dạ đây là chị đang cuốn bò bía. Họ cuốn là 5 cuốn vậy hả chị? Đúng rồi, một mẻ đó. Ồ, dữ vậy ta. Không mấy nó mang bao tài vô. Đó là gì chị? Củ sắn hả chị? Củ sắn. Củ sắn này mình xào cho chị. Đúng rồi. Nấu nước dừa. Dạ. Nấu nước dừa hả chị? Nấu nước dừa. Luộc nước dừa. Chị quý là chia sẻ luôn á. Đúng rồi, đâu có gì đâu, bình thường mà. Cái đó rất là bình thường, không có gì lạ. Một ngày cuốn nhiêu cuốn chị? 300, có khi 300, có khi 400. Dạ, có khi 300. Một cuốn gì nhiêu tiền chị? 4.500 một cuốn. 4.500 một cuốn. Vậy chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Ở đây không có tên hiệu gì hết trơn á. À, không có tên hiệu gì hết. Ừ. Rồi, bây giờ chị cập nhật thời gian bán để các bạn ra tiện ra nè. 4 giờ. 4 giờ. Bán tới mấy giờ mình chị? 4 giờ tới 9 giờ kết thúc chương trình. Thầy vui vẻ. Mình trong tuần mình có nghỉ ngày nào không? À, rằm mùng 1 nghỉ. Dạ, rằm mùng 1 nghỉ. Tháng từ xưa giờ rằm mùng 1 nghỉ. Dạ. Phần 5 cuốn, 10 cuốn. Đây là há cảo vậy. Ủa tên này là những gì chị? Há cảo thịt heo nhà làm. Ủa, há cảo thịt heo nhà làm. Một viên nhiêu là nhiêu tiền? 11 viên 20 ngàn. 11 viên 20 ngàn á các bạn. Cái đường Hiệp Bình này có mình chị bán. Dạ. Cũng ra nhiều lắm mà giờ người ta rút lui hết trơn rồi. Vậy hả? Có mình chị duy trì vậy. ở cá sấu qua cà cũng vậy á, bán ở chợ chứ chạy xuống đây mua xong rồi xách theo cái bịch đen. Dạ. Xong rồi bỏ vô bịch đen xách về. Dạ. Ta sợ nó sớm thấy ta ngại á. À, hiểu hiểu. Cái người ta xách cái bịch đen tới người ta mua. Không phải nhúng nước luôn hả chị? Cái khăn ướt. Ủa mình tại sao mình phải có miếng ánh trắng nhỏ miếng này chị? Là tại vì cái nghe cái miếng lập xưởng nó bị bể về. À, ta gỡ ra nó bể. Dạ. Nè nè các bạn, đi đây mình giới thiệu lên được. Rau rau mà ăn chung với bò bía thì mình có xà lách với rau thơm rau quế hả chị? Quế thôi. Chỉ vậy thôi ha. Lát nữa chị chia sẻ cái nước này thì em nè. Bình thường mà. Dạ. Thì mình nấu với nước cốt dừa. Dạ. Cái nước chấm hả chị? Đúng rồi, mình nấu với nước cốt dừa với cà no thôi. Dạ. Tương hộp xay ra. Dạ. Ở đây được các chị không có xài bột ngọt. Dạ dạ. Tại vì cái cà no nó cũng thay thế bột ngọt rồi. Mà em thấy tương hộp cái lúc tương hộp ngon làm cái mấy ngon lắm. Vậy tương hộp thì tương hộp nó bình thường thôi em, tương hộp vàng á. Bởi vì em đi ăn chỗ khác cái tương nó đâu có màu vàng giống như của chị đâu. Nó màu đen thật rồi nè. Ta xài tương phở. À, tương phở. Ừ, còn mình xài tương hộp thì nó ra được cái màu đó. Còn cái này là chị cuốn tới đâu bán tới đó hay là đúng rồi, không, nhiều khi không có khách thì chị cũng cuốn sẵn vậy đó. Dạ, nhưng đúng. Ta nãy ta lại ta mua cái có liền. Dạ, có liền, ta khỏi phải đợi ha chị ha. Đúng rồi, nhiều khi cũng khách không kịp thì cũng không có ứ nên ta cũng đợi. Mà nhiều người thì thích là lại là cuốn liền, còn nhiều người ta kêu có liền thôi, ta lại ta đợi cuốn. Dạ. Để em nói chuyện.
đẹp gái quá trời quá đất luôn. Ờ, rau rửa sạch sẽ khô ráo hết luôn. Trời ơi, cái nồi cơm của mình vẫn kỹ cho chết dịch luôn à. Dạ. Gì chứ buôn bán mình ăn rồi sao cũng được chứ buôn bán phải cho đàng hoàng tử tế, năm dài tháng rộng mà cái nghề của mình. Nói thẳng ra là cái nghề của mình yêu nghề mấy chục năm trời chứ không yêu nghề thì sao mấy được mấy chục năm trời này. Gia đình của mình là mình phải trân trọng nó chứ. Các bạn nhà làm không có hàng thủ công.